Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Hôm trước thì chắc hẳn anh em đã xem cái bài mở hộp sản phẩm RTX 4080. Thì ở trong video đấy thì mình đã hẹn anh em rằng là trong một video khác thì mình sẽ làm cho anh em cái đánh giá hiệu năng cũng như xây dựng một cấu hình sản phẩm. Lý do vì sao mình lại hẹn như vậy? Bởi vì là tối ngày hôm đấy nhá, cái driver mới có để cho mình test sản phẩm thì mình sẽ mất khoảng 1-2 hôm để có thể gửi đến cho anh em trong một video đánh giá khác. Thì đây chính là video đấy. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho anh em một cấu hình hoàn chỉnh, cũng là cấu hình mà mình test luôn để cho anh em có một cái nhìn nó tốt hơn về những cái sản phẩm mới của NVIDIA. Thì với phiên bản 4080 được mình sử dụng ở đây thì vẫn là phiên bản Eagle. Mình có nói qua một chút liên quan đến những cái phiên bản card đồ họa mới. Thì với dòng 4000 series của NVIDIA, anh em biết một điều gì không? Chúng ta có mẫu card đồ họa có một kiến trúc mới này, mạnh mẽ hơn và đặc biệt là một thiết kế cực kỳ to và dài, khiến cho cái ảnh hưởng cái trải nghiệm của chúng ta cũng sẽ phải quan tâm hơn rất nhiều liên quan đến vỏ cây của sản phẩm. Thì ở đây mình đã có sử dụng một cái vỏ cây, như anh em thấy nó cực kỳ rộng rãi và card đồ họa nằm cực kỳ gọn nhẹ bên trong. Thậm chí là anh em có thể lựa chọn những phiên bản card đồ họa lớn hơn thì vẫn có thể cắm vừa. Cái phiên bản RTX 4080 Eagle sẽ có kích thước là 340mm và quạt ở đây sẽ là 3 quạt, mỗi quạt kích thước là 110mm. Về cái công nghệ tản nhiệt thì vẫn là công nghệ tản nhiệt của Gigabyte thôi. Cái nhiệt độ khi mà card đồ họa hoạt động thì mình đã có test qua Fermax thì nhiệt độ sẽ loanh quanh khoảng chừng từ 55 cho đến khoảng 64 độ C. Mức nhiệt sẽ nằm trong mức đấy và cái mức điện tiêu thụ sẽ là khoảng 330W. Và nếu như anh em mà mở điện lên thì mức điện có thể cao hơn. Tuy nhiên thì anh em có mở điện lên thì cái mức nhiệt như vậy tỏa ra cũng là cực kỳ mát mẻ để chúng ta có thể sử dụng rồi. Dành cho anh em nào mà quan tâm lên cái yếu tố liên quan đến điện năng của sản phẩm thì phiên bản RTX 4080 theo như NVIDIA có ghi ở trong những cái thông số mà anh em có thể xem được thì cái mức TDP, cái mức tiêu thụ điện mà đề xuất là 320W, tức là sẽ thấp hơn khi so với phiên bản RTX 3090 Ti, trong khi cái hiệu năng lại mạnh mẽ hơn. Thì mạnh mẽ như nào thì mình có thể mình sẽ mượn một phiên bản RTX 3090 Ti để mà test cho anh em. Tuy nhiên thì ở trong video này thì mình sẽ nói duy nhất đến phiên bản 4080 mà thôi. Thì với 4080 về phần spec chúng ta sẽ có phiên bản là sử dụng 16GB RAM GDDR6X, cái lượng nhân CUDA core là khoảng hơn 9.500 nhân. Chúng ta có công nghệ DLSS 3.0. Đây là công nghệ khá tốt để chúng ta có thể chơi game. Tốt như nào thì cụ thể tùy từng tựa game sẽ có hỗ trợ dành cho anh em. Thì với RTX 4080, nếu như anh em nào mà quan tâm đến cái màn hình chúng ta cần lựa chọn thì như nào, thì mình nghĩ là anh em có thể lựa chọn màn hình 2K hoặc là 4K, tùy anh em là muốn mức FPS cao hay là thấp thôi. Thì để có thể sử dụng được RTX 4080 thì mình đã có sử dụng quan tâm đến một số những cái mẫu CPU trên thị trường. Mình đã nghĩ đến là sử dụng CPU Intel Core i9 13900K. Tuy nhiên thì mình thấy là tại sao chúng ta không thử sử dụng một mẫu CPU có cái nhân nó ít hơn thì hoạt động sẽ như nào, thì mình đã chuyển sang sử dụng là CPU Intel Core i5 13600KF. Rõ ràng thì đây vẫn là một mẫu CPU rất mạnh. Nói hơi quá một chút thì nó còn mạnh hơn một số những cái dòng i9 đời cũ và mạnh hơn cả Intel Core i7 12700 cơ mà. Thế nên sử dụng là rất tốt. RAM thì mình sử dụng là 32GB, mình sử dụng là 2 thanh 16GB để chúng ta có thể có cái lượng RAM cực kỳ lớn. Còn bo mạch chủ là B660 Aorus Pro đủ để chúng ta có thể gánh được toàn bộ hệ thống. Và mình cũng sẽ lưu ý dành cho anh em rằng là RTX 4080 vẫn sẽ sử dụng PCIe Gen 4. Thế nên khi mà anh em cắm vào những cái mẫu mềm ở trên thị trường, những cái mẫu CPU trên thị trường vẫn sẽ đạt được cái khả năng tương thích là rất tốt. Tất nhiên là chúng ta sẽ không sử dụng i3 dành cho 4080 rồi, không ai đi làm thế cả. Tăng các thứ lên thì cũng sẽ không phù hợp đâu. Rồi thì sẽ đi vào luôn cái phần đánh giá hiệu năng. Trước tiên thì với cái phần điện năng tiêu thụ của sản phẩm là 320W thì để đảm bảo được cái mức nhiệt tỏa ra tương đương 320W như vậy và mức card đồ họa chúng ta để mát mẻ thì anh em cũng nên đầu tư hệ thống tản nhiệt để có thể hút gió bên trong thổi ra bên ngoài. Như ở đây anh em có thể nhìn thấy là mình đầu tư hai hệ thống quạt để có thể thổi gió ra mặt hông và một quạt để thổi gió ra mặt sau, thì bên trong vỏ cây của mình là cực kỳ thoáng mát và mình có test ở trong cái phòng điều hòa là 25 độ C. Thì đấy là cái điều kiện test của mình và mình sử dụng là màn hình 2K. Đầu tiên thì mình đã quan tâm đến những cái tựa game online ví dụ như Overwatch, thì theo như mình thấy đây khi mà mình load map thì nói chung mức FPS sẽ khoảng từ 400 đến 500 FPS. Khi vào sâu xong những cái combat nhiều thì mức FPS sẽ tụt lại một chút. Tuy nhiên anh em có thể nhìn thấy được là cái mức load của GPU gần như là full load luôn. Thì Overwatch là một cái tựa game theo như mình đánh giá là tối ưu khá tốt về mặt phần cứng. Tiếp theo là một tựa game liên quan đến bắn súng nữa là Valorant. Thì cái tựa game này đây cũng là một tựa game nhẹ đến từ Riot Games. Thì cái mức FPS trong game nếu mà chúng ta đứng nghiêm thậm chí có thể đạt được là 700 FPS. Còn khi mà
mà chơi game sẽ từ 300 đến 400 FPS. Thì mình đã test trước với hai tựa game online như vậy. Câu chuyện của RTX 4080 chắc chắn sẽ không thể dừng lại ở tựa game online. Chúng ta sẽ phải chuyển sang những tựa game offline. Thì đầu tiên với Far Cry 5 thì đây cũng là một tựa game tối ưu cấu hình khá tốt, thế nên GPU có thể hoạt động được full load, mức FPS trong game đạt được là cực kỳ tuyệt vời. Anh em hoàn toàn có thể sử dụng những cái mẫu màn hình 2K có tần số quét cao hoặc thậm chí là sử dụng màn hình 4K. Khi mà mình test sang một số tựa game khác ấy, thì lúc này một cái câu chuyện nó hiện ra trước mắt mình và mình đang thắc mắc khá nhiều liên quan đến độ loát của GPU. Phiên bản RTX 4080 ở đây mình sử dụng cái driver tải trực tiếp từ trên trang chủ của NVIDIA, thì những cái tựa game đây cho mức FPS theo như mình đánh giá là vẫn rất tốt. Shadow of Tomb Raider cũng là một tựa game thế giới mở có đồ họa khá đẹp, thì khi mà mình test game thì có những lúc mức FPS đạt được là rất cao. Nếu mà so với những cái mẫu card đồ họa khác, ví dụ như là RTX 3080 hay 3090, thì chắc chắn mức FPS này đã là cao hơn. Tuy nhiên anh em có thể nhìn thấy được rằng là cái mức độ loát của GPU đôi khi sẽ không full load được. Mình không rõ cái vấn đề này đâu, và mình cũng đã có thử qua với bản RTX 4080 khác thì cũng gặp cái tình trạng tương tự như vậy. Mình nghĩ ở đây có thể là do driver mới của NVIDIA chưa tối ưu dành cho phiên bản RTX 4080. Nếu anh em nào mà đã có rồi mà cũng gặp cái câu chuyện tương tự thì cũng có thể là bình luận ngay bên dưới để chúng ta có thể thảo luận liên quan đến câu chuyện đấy. Anh em cũng phải lưu ý giúp mình một chút nhé. Cái mức độ load của cái sản phẩm đây nó sẽ phụ thuộc vào khá là nhiều yếu tố. Thứ nhất là CPU này, RAM, main, hệ thống cấp nguồn cho sản phẩm cũng sẽ ảnh hưởng như vậy. Thì ở đây mình sử dụng là một bộ nguồn 1000W, tức là còn cao hơn khi so với đề xuất đến từ NVIDIA. Thì hệ thống cấp nguồn dành cho VGA ở đây sẽ sử dụng là 3 cổng cấp nguồn 8 pin, thế nên cái mức điện cung cấp dành cho GPU là rất tốt, thậm chí điện tiêu thụ còn ít hơn khi so với phiên bản 3090 Ti. CPU là CPU Intel Core i5 13600KF. Đây là một mẫu CPU được tối ưu rồi. Mình cũng đã có tối ưu để có thể tiêu thụ điện, nó CPU hoạt động nó mát mẻ hơn. Tản nhiệt thì mình sử dụng tản nhiệt nước, anh em nhìn thấy được rồi. Nhiệt độ khi mà chơi game của CPU chỉ khoảng có 5-7 độ C mà CPU loát đến 60%, hoàn toàn thoải mái. Thế chắc chắn là sẽ không phải vấn đề liên quan đến nghẽn cổ chai CPU rồi. Còn về RAM, ở đây mình sử dụng 2 thanh 8GB rồi. Những mẫu CPU trên thị trường đa số dành cho game thủ thì đều hỗ trợ là dual channel, thế nên không có chuyện là cắm 2 thanh hay là 4 thanh được. Và cái câu chuyện khi một số tựa game mà không full load đây thì mình nghĩ sẽ là do cái driver chưa tối ưu được tốt. Và trong những cái phiên bản, 1-2 phiên bản tiếp theo khi mà NVIDIA tung ra thì mình sẽ gửi đến cho anh em một cái bài đánh giá chi tiết về cái RTX 4080. Mình sẽ mượn một vài mã 4080 để có thể đánh giá cho anh em liên quan đến xung nhịp này, nhiệt độ hoạt động này và cái công nghệ bên trong khi mà chúng ta sử dụng. Và đường link của sản phẩm cũng như cái cấu hình chi tiết mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video để anh em có thể click vào. Nếu như anh em nào mà quan tâm đến những cái sản phẩm mới, có thể đến ngay những website của Anphard Computer hoặc là 7 showroom của Anphard để anh em có thể chọn mua nha. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.